Hello, xin chào các bạn. Nếu các bạn thường xuyên theo dõi channel của mình á, thì các bạn cũng biết á, là mình thường xuyên kết hợp hai hoặc là ba mùi hương với nhau, chủ yếu là để khám phá những cái mới lạ. Có một số bạn thắc mắc hỏi mình một số câu giống như là khi mà mình làm combo như vậy á, thì mình xịt như thế nào? Đó, thì để mình trả lời câu hỏi đó là khi mình kết hợp hai hoặc là ba mùi hương với nhau thì có tổng cộng ba cách để mình kết hợp. Cách thứ nhất á, là đối với những chai nước hoa có mùi hương phức tạp giống như là Interlude hay là Portrait of a Lady hay là Tuscan Leather thì mình sẽ không trộn hai mùi hương với nhau chung một ống chiết. Ví dụ giống như là combo mình yêu thích là Portrait of a Lady với lại Tuscan Leather thì khi mà mình xịt á thì mình sẽ xịt hai mùi hương này ở hai vị trí khác nhau chứ mình không có xịt đè lên. Ví dụ nếu như mình xịt Portrait of a Lady ở hai bên vai thì mình sẽ xịt Tom Ford Tuscan Leather ở sau gáy và trước ngực. Đó, thì nếu như mình muốn thưởng thức từng mùi hương thì mình chỉ việc ngửi ở vị trí mà mình đã xịt dành riêng cho hai mùi đó thôi. Còn mục đích mình kết hợp là để khi mà mình di chuyển ấy, thì hai mùi hương này nó sẽ hòa quyện trong không khí, nó tạo nên một cái mùi hương riêng. Và cái mùi hương này á, nó sẽ thay đổi tùy theo cái điều kiện thời tiết, nhiệt độ vào thời điểm đó. Thì đó là nét đẹp của sự kết hợp giữa hai hoặc là ba mùi hương với nhau. Cái cách thứ hai đó là, cái cách này thì nó dễ hơn. Đó là mình dùng Baccarat 540 để mình pha với lại bất kỳ cái mùi hương nào mà mình thường xuyên sử dụng. Trên cơ bản á, thì Baccarat 540 á, nó giống như là nước đường vậy đó. Khi mà các bạn pha chung 540 với lại một cái mùi hương nào đó thì nước hoa trong ống chiết đó nó chỉ giống như nó đặc sệt đi một chút xíu thôi, chứ nó không có bị kết tổ hay là đóng cặn. Tại vì như mình đã nói là nó chỉ giống như là nước đường thôi. Cái lý do chính mà mình pha Baccarat 540 với lại một cái mùi hương khác á, chung một ống chiết, mình trộn ví dụ giống như điển hình như bốn cái ống này đi thì đây là Florentine Iris nè, này là House of CS Dignify, cái này là Aventus với lại cái này là La Nuit de l'Homme, thì trong bốn ống này á đều có Baccarat 540 ở trong đó hết, thì mình trộn Baccarat 540 chung với lại mấy cái mùi hương này đó. Cái tỷ lệ sao thì để gần cuối mình sẽ nói, cuối video này mình sẽ nói. Thì cái lý do chính mà mình pha Baccarat 540 với một cái mùi hương khác đó là để tăng cái độ lưu hương và tỏa hương của cái mùi hương đó. Thì mình xem Baccarat 540 trong nước hoa giống như là bột ngọt trong ẩm thực vậy đó. Đó, thì các bạn có thể nấu ăn mà các bạn không có cần bỏ bột ngọt, nhưng mà cái khẩu vị của món ăn nó không có bột ngọt á thì nó sẽ không ngon bằng khi mà các bạn giống như nêm một chút xíu bột ngọt ở trong đó. Đó. Trên cơ bản thì các bạn có thể sử dụng những chai nước hoa như Florentine Iris, Dignify, Aventus với lại La Nuit de l'Homme riêng cũng được, tại vì trước giờ đều như vậy đúng không? Nhưng mà nếu như các bạn pha cái mùi hương bốn cái mùi hương này pha chung với lại Baccarat 540 thì lúc này các bạn nâng cấp cái mùi hương đó lên một bậc. Đó, thì lý do mà hiện nay khi mà các bạn đi ra đường á, các bạn rất là dễ ngửi được cái mùi 540 ở bất kỳ nơi đâu là tại vì Baccarat 540 á, nó đem lại rất là nhiều lời khen cho người dùng. Thì mình cũng đã từng chia sẻ đó là cái chai nước hoa mà mình được khen nhiều nhất đó chính là Baccarat 540. Thì có nhiều người họ chê Baccarat 540, kêu cái mùi hương này nó giống như mùi bệnh viện quá. Nói chung là các bạn cứ mặc kệ họ, thì ngược lại các bạn phải cảm ơn những người mà họ chê 540 là vì họ không xài, thì coi như các bạn bớt đi một người để đụng hàng. Đó. Thì đó là cách thứ hai. Cách thứ ba đó là, ở cách này thì nó hơi phức tạp một chút xíu, là bởi vì cái cách này mình không có dùng Baccarat 540 mà mình kết hợp hai mùi hương với nhau. Đó. Thì như và không phải lúc nào khi mà mình kết hợp như vậy thì nó cũng ra một cái combo hoàn hảo. Đó, cũng có lúc mình bị thất bại, giống như là có lần mình trộn Creed Aventus chung với lại Tom Ford Tuscan Leather và nó ra một cái mùi hương rất là kinh khủng. Thì hiện tại mình chỉ có hai combo mà nó không có dính dáng gì tới Baccarat 540 thôi.
đó là Aventus với lại Vodka on the Rocks, đó là cái này nè, và Angelic Noir với lại Indonesian Oud. Đấy là trong đây nó có Angelic Noir với lại Indonesian Oud mình trộn chung với nhau luôn đó. Thì khi trộn hai combo này với nhau chung một ống chiết á thì cái mùi hương của nó rất là hợp nhau đó. Và mình nghĩ á là Aventus với lại Vodka on the Rocks á thì nó hợp với nam hơn, tại cái mùi hương nó nam tính hơn. Còn Angelic Noir với lại Indonesian Oud á thì mình nghĩ phụ nữ sẽ thích hơn, tại khi mình ngửi mình thấy cái mùi hương nó rất là nữ tính đó. Thì đó là ba cách mà mình thường xuyên sử dụng để tạo nên một cái combo mà mình yêu thích. Thì hy vọng video này giải đáp thắc mắc của một số bạn đó. Thêm một điều mình muốn chia sẻ với các bạn trước khi mình kết thúc video này, đó là cái liều lượng của từng combo nó như thế nào. Có bạn hỏi là khi mà kết hợp Baccarat 540 với lại một mùi hương khác thì nên xài phiên bản EDP, Eau de Parfum hay là X-Ray. Thì cái này tùy thuộc vào cái khả năng tài chính của các bạn, tại vì cái chai X-Ray thì nó mắc hơn, nó khoảng 425, còn EDP thì nó 300, cho nên tùy các bạn thôi. Còn trộn với tỷ lệ bao nhiêu á thì có hai cách. Nếu như mà dùng Baccarat 540 á thì mình dùng tỷ lệ 1:2, tức là cứ mỗi 1 ml Baccarat 540 á thì mình sẽ pha với lại 2 ml của bất kỳ cái mùi hương khác. Còn nếu như mà dùng Baccarat 540 X-Ray á thì mình dùng tỷ lệ 1:3, tức là 1 ml 540 X-Ray thì sẽ pha chung với lại 3 ml của chai nước hoa kia. Lý do vì sao có sự khác biệt như vậy là tại vì X-Ray á nó tỏa mạnh hơn là nó tỏa hương mạnh hơn là EDP, cho nên các bạn không có cần dùng nhiều. Cái lý do thứ hai đó là tại vì X-Ray nó mắc tiền hơn. Pha cho cố vô lại tiền đâu mà mua. Đó, thì nó đơn giản vậy thôi. Đó thì đó là cái cách mà mình pha trộn hai hai mùi hương với nhau. Đó. Thì hai ống này là Baccarat 540 X-Ray, các bạn thấy cái nước của nó hơi tím tím xanh xanh so với lại cái nước vàng vàng của phiên bản EDP. Đó. Thì nói chung là mấy cái ống này rất là tiện các bạn, khi mà mình đi làm á, mình chỉ việc bỏ vô túi thôi, rồi xong trước khi đi làm thì mình xịt khoảng chừng 2 shot, rồi xong cái tới giờ ăn cơm thì mình xịt dặm lại 2 shot nữa cho nó giống như nó refresh lại. Đó. Nó làm tươi mới lại cái mùi hương thôi. Ok. Thì đó là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn trong video này. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ channel của mình. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ. Chào tạm biệt.